Các bạn thân mến, thì giờ này là đoàn phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã E Tý, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Và sau khi phát quà xong thì đoàn di chuyển đến bến xe huyện Cư Rum, Đắk Lắk để dùng cơm trưa và nghỉ tại chỗ ở đây. Và đây, đây là bến xe huyện Cư Rum, tỉnh Đắk Lắk. Và ở nơi đây thì các bạn thấy rất là nhiều hàng quán ha, có cơm chay, cơm mặn. Thì trên đoàn cũng có một số bà con mình dùng cơm mặn. Và trước mặt chúng ta là quốc lộ 27. Thì từ xã E Tý, huyện EK, chúng tôi di chuyển đến bến xe huyện Cư Rum trên quốc lộ 27. Thì giờ này đoàn đang dùng cơm và nghỉ ngơi khoảng 15 phút là tiếp tục theo quốc lộ 27 đến tham quan Hồ Lắk. Và sau đó cũng từ quốc lộ 27 sẽ về thành phố Đà Lạt trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì ở đây cũng như là đầu đường các bạn, nên là các bạn thấy tại bến xe này thì có rất là nhiều hàng quán ha, nhiều dịch vụ. Thì cái quốc lộ 27 này là quốc lộ mà đi ngang qua các cái tỉnh thành phố như là Đắk Lắk nè, rồi Lâm Đồng, rồi Ninh Thuận, rồi đi qua các cái thành phố trực thuộc tỉnh như là Buôn Ma Thuột, Phan Rang, Tháp Chàm đó. Rồi đi qua những cái tuyến quận, huyện trong tỉnh thì như địa phương là Cư Yên, Rông Bông, Lắk, Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Ninh Sơn. Đó, đó là tuyến quốc lộ 27. Và giờ sau khi dùng cơm xong, nghỉ ngơi xong thì đoàn tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 27 hướng về Hồ Lắk. Thì mình cũng xin giới thiệu về quốc lộ 27 một chút xíu ha các bạn. Thì quốc lộ 27 là dài khoảng 290 km. Đó. Đi qua rất là nhiều tỉnh thành như nãy mình mới vừa giới thiệu. Như là đi qua Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Buôn Ma Thuột, Phan Rang, Tháp Chàm và một số địa phương của thuộc tỉnh. Như là những cái huyện mà chúng ta cũng vừa đi qua trong cái chuyến hành trình này. Thì mình cũng xin nói lại về cái chuyến đi của mình hôm nay. Thì đây là đoàn tham quan thiện nguyện hành hương của Phật tử chùa Thiên Phước, Xẻo Tre, Lấp Vò, Đồng Tháp dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Lợi Nhật. Thì sáng nay thì đoàn đã phát mấy trăm phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã E Tý, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Và một số phần quà cho các em học sinh nữa. Nhưng mà vì hôm nay các em mưa nữa rồi các em đi học nên là chưa có lợi nhận, thì gửi lại ở chùa Tệ Vân để sau đó chùa Tệ Vân sẽ phát cho các em theo danh sách của nhà trường gửi đến chùa. Và bây giờ xe của chúng tôi đang di chuyển trên quốc lộ 27 nha. Đồi núi chập trùng ha các bạn. Cảnh rất là đẹp. Thì mình ở miền Tây mà mình lên miền cao nguyên thì mình thấy cái gì cũng lạ hết các bạn. Đường thì quanh co, uốn khúc, đi qua những cái cua mà cong như thế này đó. Thì các bạn phải nói là thán phục bác tài. Phải nói là bác tài rất là cừ khôi ha.
Đó, các bạn thấy là xe chạy cứ là lên đồi xuống dốc quanh co đó, chứ không có phải như đường thẳng như miền Tây của mình. Đi đâu cũng thấy rừng núi chập trùng ha. Lâu lâu thì thấp thoáng một mái nhà của người dân sinh sống ở đây. Còn đồi núi bao la, thung lũng mênh mông. Còn dừng chân ở địa phương nha. Đặc sản Tây Nguyên, chuối rừng, trà rừng, Vũ Hiền. Ở đây là địa chỉ thôn 1, Liên Liên Rong, Đam Rong, tỉnh Lâm Đồng nha các bạn. Măng rừng, nấm rừng, mật ong rừng. Đó, đoàn đang dừng chân để đi vệ sinh, nghỉ ngơi để tiếp tục lên đường để đi đến Đà Lạt. Và hiện là đang ở tỉnh qua địa phận của tỉnh Lâm Đồng rồi nha các bạn. Thì chúng tôi từ Hậu Lắk đi trên quốc lộ 27 để đến tỉnh Lâm Đồng. Đó. Và bây giờ đoàn đang dừng chân đi vệ sinh, và bà con thì mua một số đặc sản của Tây Nguyên. Đó. Lên xe. Và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn. Và bà con mình lên xe. Tiếp tục cuộc hành trình đến thành phố Đà Lạt. Đi trên quốc lộ 27 thì phải nói là cảnh đẹp mê hồn các bạn ơi. Đi qua quốc lộ 27 thì đây là lần đầu tiên mình đi quốc lộ 27 nha. Chứ thường mình đi Đà Lạt đó thì mình đi quốc lộ 20. Nhưng mà bà tài xế nó bận về thì sẽ đi quốc lộ 20. Và cảnh thì đẹp mê hồn luôn. Ở Đắk Lắk thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cà phê hả, những đồi cà phê, và trước sân nhà thì bà con mình phơi những cái cà phê thế này đó. Nhưng mà sang địa phận Lâm Đồng rồi thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều thông đó, bắt đầu nhìn thấy thông xanh là biết tới Lâm Đồng, biết tới gần tới Đà Lạt rồi đó. Thì đây là đi lần đầu tiên đi quốc lộ 27 nha. Và nhìn thấy cảnh quá đẹp, nhìn thấy cảnh đẹp lắm, cảnh rất là đẹp các bạn. Cảnh rất là đẹp. Các bạn thân mến, nhân dịp đi trên quốc lộ 27 thì mình cũng xin phép chia sẻ giới thiệu các bạn về quốc lộ 27 nha. Thì quốc lộ 27 là tuyến đường quốc lộ theo hướng Đông Tây, Nam Bắc, kết nối tỉnh Ninh Thuận thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đến các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk thuộc khu vực Nam Tây Nguyên. Điểm đầu của tuyến tại ngã ba km 5 trên quốc lộ 26, còn gọi là ngã ba Hòa Bình, thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, theo hướng Nam qua các huyện Cư Yên, Rông Bông, Đắk Lắk, Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Lâm Đồng. Đến gần thị trấn Liên Nghĩa, tuyến đường đi tránh qua phía bắc thị trấn đến ngã tư Phi Nôm, giao quốc lộ 20. Tuyến đường tiếp tục theo hướng đông qua thị trấn Mỹ Thạnh và Đờ Ran thuộc huyện Đơn Dương, rồi vượt qua đèo Ngạn Mục, đi qua huyện Ninh Sơn là Ninh Thuận, và kết thúc tại Phan Rang, Tháp Chàm. Thì tổng chiều dài của quốc lộ 27 á, là 290 km. Đoạn đường từ Phan Rang đi Liên Khương dài 110 km, đoạn từ Liên Khương đi Buôn Ma Thuột dài 180 km. Tuy nhiên, khi xây dựng đập thủy điện Nam Ca nằm trên dòng sông Rông Nô giữa hai huyện Lắk là Đắk Lắk đó, Rông Nô là Đắk Nông, đã làm mới đường quốc lộ tránh hồ thủy điện, nên quốc lộ 27
dài ra thêm khoảng 35 đến 40 km nữa. Đoạn từ ngã ba Phinon đi ngã ba Ram đường 27, cự ly đoạn đường này khoảng 25 km. Đoạn đường này rất xấu, hư hỏng và xuống cấp. Mặt đường rộng khoảng 10 m và quanh co có một cây cầu nhỏ giới hạn tải trọng 20 tấn tại Phú Thạnh, Hiệp Thạnh Đức Trọng. Còn có một cây cầu tải trọng 25 tấn và hai cầu không có bảng thông báo tải trọng. Đoạn đường này hư hỏng và xuống cấp khoảng 70%. Ngoài ra cũng có 4-5 đoạn đường sửa chữa thi công đường. Quan sát không thấy các xe có tải trọng lớn và dài hay đầu kéo lưu thông, ngoại trừ xe ben phục vụ thi công. Đoạn đường xấu, hư hỏng nặng, nhiều khúc quanh co và hẹp, rất khó khăn cho những xe trên 10 tấn lưu thông. Đoạn từ ngã ba Round đi qua đèo Ngoạn Mục, cự ly 9 km. Đoạn đèo, đường đèo là đường 27, tuy chỉ dài 9 km nhưng đoạn đèo này có rất nhiều khúc quanh gấp, có ba cua tay áo rất gấp và hẹp, là những cua gấp nổi tiếng của đèo Ngoạn Mục. Bề rộng mặt đường có nơi chỉ có 6 m. Mặt đường đèo hiện nay xuống cấp, khá nhiều hư hỏng nặng. Suốt tuyến đường đèo này hoàn toàn không thấy có xe tải trọng lớn, dài, đầu kéo hay xe khách 45 chỗ lưu thông. Chỉ có xe ô tô du lịch và xe khách 29 chỗ lưu thông. Đoạn này không thể lưu thông được, và nếu xe có chiều dài trên 10 m, không thể cua xe được theo các cua bình thường. Nâng cấp và mở rộng mặt đường đèo trong giai đoạn hiện nay không khả thi. Đoạn sông Pha đến ngã ba Tân Sơn đường 27, cự ly 32 km. Mặt đường nhỏ khoảng 8 m và xấu do chưa được duy tu sửa chữa. Có 30% đoạn đường có nhà dân sinh sống ở hai bên đường. Đoạn này có hai cầu trọng tải 25 tấn và hai cầu 18 tấn. Quan sát không thấy có xe tải trọng lớn hay đầu kéo container lưu thông. Do là đường độc đạo đi qua đèo Ngoạn Mục cho nên các xe có trọng tải trên 5 tấn không lưu thông. Thì đó là một số thông tin chia sẻ cùng với các bạn về quốc lộ 27 mà chúng ta đang di chuyển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng nhé. Các bạn thân mến, thì sau khi tham quan Hồ Lắk thì chúng tôi tiếp tục lên đường cũng trên quốc lộ 27 để hướng về thành phố Đà Lạt. Thì về tham quan Hồ Lắk đó thì mình cũng làm một cái video clip riêng, đưa lên rất là lâu rồi ha. Thì cũng mình cũng nói qua về Hồ Lắk. Thì Hồ Lắk là cái hồ tự nhiên. Ở đây thì còn rất là hoang sơ và tĩnh lặng. Nếu các bạn nào ưa thích không gian yên tĩnh, hãy đến Hồ Lắk. Trên con đường mà mình đi tham quan, đi ngang qua thì cũng nên dừng chân ghé lại tham quan Hồ Lắk. Thì đó. Và bây giờ thì xe cũng tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 27 để hướng về thành phố Đà Lạt. Thì trong cái lịch trình chiều hôm nay thì có ghé chùa Linh Ẩn ở đường Ba Đình, thị trấn Nam Ba, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đó. Tranh thủ thời gian các bạn, rồi sau đó về khách sạn. Để sáng ngày hôm sau thì sẽ tham quan là Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đó. Bởi vì đi rất là nhiều ngày và lịch trình thì cũng ghé rất là nhiều điểm, nên là tranh thủ thuận đường thì là ghé để mà mình được tham quan nhiều điểm vậy đó. Nên trên con đường về thành phố Đà Lạt thì có đi ngang qua chùa Linh Ẩn. Thì mình cũng có làm một cái video clip riêng về chùa Linh Ẩn, tách ra, chứ nó không cùng trong một cái chuỗi đi tham quan này. Những cái địa danh, những điểm chùa thì mình đều tách ra những cái video clip riêng hết ha. Thì nếu các bạn có xem kênh Trần Trương xuyên suốt thì các bạn sẽ thấy những cái video clip về chùa Linh Ẩn nè, về Hồ Lắk nè, rồi như là Thiền viện Trúc Lâm vân vân. Thì mình có đưa lên trên YouTube hết các bạn đó. Và giờ này cũng vào đầu giờ chiều rồi các bạn, trời mờ mờ hơi sương rồi ha. Nhìn quang cảnh núi rừng, cây lá, đồi núi, thung lũng
mang vẻ hoang sơ, huyền bí và sâu thẳm, làm cho lòng người lữ khách bâng khuâng vẩn vơ. Chợt nhớ bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan: bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Một bài thơ rất hay và rất ý nghĩa. Mỗi khi đi lên vùng cao nguyên, qua những cánh rừng và qua những núi đồi thung lũng chập trùng, thì mình đều nhớ đến bài Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan. Mặc dù đây không phải là đèo ngang, nhưng mà cảnh quan nơi đây gợi nhớ lại một bài thơ tâm trạng và rất là ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo của đoàn tham quan hành hương thiện nguyện đến từ chùa Thiên Phước Lấp Vò Đồng Tháp nha. Và bây giờ trước mặt chúng ta là hình ảnh của ngôi chùa Linh Ẩn. Mời các bạn xem video clip tiếp theo của chúng tôi.